Hi. Since I begin school, I haven't had much spare time. 72. Good. Rồi 72 nào mọi người. Thi Lùn chặng 72B, Thanh Huyền chặng 72B, Minh Công chặng 72B. Cảm ơn Phú Gia Mèo tặng quà cho chị nhé. Vinh chặng 72B, 4 trên 4 bạn đều chặng 72B hết. Rồi, đáp án là gì các bạn ơi? Nếu mà chặng câu B thì sửa lại. Yes, câu 72 là câu B là câu sai. Chúng ta sửa lại thành là began. Good. Có nhiều bạn nhìn ra được cái lỗi sai rồi. Yes, sau since. Sau since sẽ là một mệnh đề ở thì quá khứ đơn. Đúng rồi. Good. Since là sẽ là cộng với lại một mệnh đề ở thì quá khứ đơn nha các bạn. Khi mà nó nằm trong trường hợp là nó là trạng từ của thì hiện tại hoàn thành, dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành. I haven't had much spare time là tôi không có nhiều thời gian rảnh đó các bạn. Spare time ở đây là thời gian rảnh nha. Spare time, thời gian rảnh. Từ lúc mà tôi bắt đầu vào học, các bạn sẽ đổi thành chữ begin này, đổi thành chữ began cho Quỳnh nha. Nó phải nằm ở thời thì quá khứ. Since I began school là từ khi mà tôi bắt đầu vào học á, thì tôi đã không còn hiện tại hoàn thành. Là các bạn thấy dấu hiệu hiện tại hoàn thành ở đây không? I haven't had much spare time. Spare time là thời gian rảnh, thời gian còn dư á, thời gian trống của mình á, spare time. Rồi, leisure nó giống như là giải trí, cũng giống như thời gian giải trí, thời gian thư giãn của mình á. Lớp này là lớp dành cho các bạn thi cấp 3, thi đại học, hoặc là các bạn nào bị quên ngữ pháp thì mình đều có thể học được nha em. Rồi, câu số 73. 73 nào mọi người. Multiple choice. Đáp án. Amazing, good job hả? 73 nào. Spare time, good. Rồi, bạn K. Ủa, gì vậy? Chọn, quay quay quá phần chọn đáp án mọi người ạ. À. Đáp án 73 nha. Em mất gốc luôn hả? Có mà, trời ơi thấy chưa, thiệt luôn á. Tôi dạy ngôn tình thì mấy người nói tôi sến sẩm, rồi sao mà tôi không có ngôn tình cái mấy người lại nhắc tôi là tại sao hôm nay cô không dạy ngôn tình. Mềm ý mềm sao, mấy người muốn tôi sống sao đó, thấy chưa, tôi dạy thì kêu tôi sến sẩm mà tôi không dạy cái là nhớ ngôn tình của tôi liền. Flynn chọn 73B, 309 thì chọn 73C, Dương Đỗ Bảo chọn câu C, J0605 thì chọn câu B hả? Như vậy là có B và C. We are given up. Câu này nhìn thấy cái chữ up ở đây nè các bạn, là giới từ nè các bạn, là các bạn chọn ngay cho Quỳnh hoặc là A hoặc là B thôi. Các bạn nhớ không, Quỳnh có từng nói rằng là gì các bạn? Giới từ là sẽ cộng với lại danh từ hoặc là verb in. Cứ sau giới từ thì sẽ là danh từ hoặc là verb in nha các bạn. Đây, các bạn còn nhớ không? On nè, at nè, các bạn cứ thấy những cái từ đó được gọi là giới từ thì các bạn cộng ngay lập tức với verb in cho Quỳnh nha. Đây, không có chọn to, CD là loại ngay. Đúng rồi, CD là loại ngay nha các bạn. We've given up trying. Trying, trying là từ bỏ cái việc cố gắng làm gì đó. Persuade, từ này là thuyết phục nè các bạn ghi từ này ra nha. Persuade. Đây, cái từ này nó lừa đảo lắm, để lát nữa Quỳnh cho các bạn xem. Ủa chứ. Miệng nói chữ lừa đảo xong rồi ghi chữ persuade là lừa đảo luôn kìa các bạn. Trời ơi, persuade someone to work more, right? Rồi, thuyết phục ai làm việc gì đó. Persuade là thuyết phục chứ không phải lừa đảo đâu các bạn. Miệng nói mà tay đánh một kiểu á. Thuyết phục ai làm việc gì nha. Rồi cái chữ này nó lừa đảo là vì sao? Để mở cái cách phiên âm cho các bạn xem. Tại vì á, là nhìn thấy á, mình hay đọc là persuade đúng không? Các bạn xem nè. Nhưng mà các bạn xem cái cách phát âm nó khác hoàn toàn luôn á. Persuade. Persuade. Rồi, nó là sour các bạn. Persuade. Persuade. Các bạn thấy chưa? Nó giống như tôi nói là chữ thuyết phục mà đánh chữ lừa đảo vậy đó. Viết thì rõ ràng là chữ S-U-A nè, các bạn thấy không? Đấy, đọc là persuade rồi persuade gì đúng không? Đúng không? Xem nào. Ôi, đọc dễ sợ luôn. Persuade. Nó là âm sour các bạn, persuade, lừa đảo ghê luôn ấy. Nha, cho nên lưu ý lại cho Quỳnh nha, từ điển Cambridge em ạ. À. Persuade là thuyết phục ai làm việc gì. Lừa đảo lắm, cho nên là ghi công thức này ra. Persuade someone to verb 1, thuyết phục ai làm việc gì đó. Rồi, như vậy thì câu này nghĩa là gì? Chúng tôi đã từ bỏ trong việc thuyết phục họ thay đổi. Persuade them to change. Câu B nha các bạn, câu B là chính xác nha. Ôi, ghi một đằng mà học một nẻo mọi người ạ. À. Persuade someone to verb 1, thuyết phục ai làm việc gì đó. We are given up, từ bỏ cái việc trying to persuade them to change.
We have given up trying to persuade them to change. Chúng tôi đã từ bỏ cái việc cố gắng thuyết phục họ thay đổi. Ấy, ý nghĩa câu này là như vậy, persuade. Ừ, câu này mà đưa vào phát, câu này đưa vào phát âm là hả sai, là sai chắc luôn.